chào các bạn, mình tên là Bùi Ngọc Mai Anh, lớp 4.10 trường West Spring Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn câu chuyện Chim Huyệt và Quạ. Chim Huyệt và Quạ. Có một con chim huyệt thân thể cường tráng, to lớn hơn nhiều so với các con chim huyệt khác. Thế là nó coi thường đồng loại của nó, tự mình chạy tới chỗ loài quạ, muốn cùng sống với quạ. Bọn quạ nhận ra ngay hình dạng và giọng của con chim mới đến không phải là đồng loại của chúng, liền xông tới tấn công, đuổi chim huyệt ra ngoài. Sau khi bị đuổi đi, chim huyệt đành phải quay lại bầy của mình. Nhưng các con chim huyệt khác không tha thứ cho hành động phản bội của nó, nên nhất quyết không cho nó quay trở về đàn. Kết quả là chim huyệt suốt đời phải lang thang, không có nhà mà về. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng những kẻ quay lưng lại với người thân, bạn bè không những không được người ngoài chào đón mà còn bị đồng loại lãng quên. Sau đây là câu chuyện tên Chú Bé Chăn Cừu. Có một chú bé chăn cừu lùa bầy cừu tới chăn ở một nơi rất xa ngoài thôn. Chú bé vốn rất thích nói dối, nên thường hay bất chợt thét lên để kêu cứu người dân trong thôn, nói là có sói tấn công bầy cừu của chú. Mấy lần đầu, mọi người trong thôn đều hốt hoảng chạy tới, nhưng khi biết rằng mình bị lừa, họ bực tức quay trở về. Nhưng ai ngờ rằng, một ngày kia, sói đến thật, nó xông tới tấn công đàn cừu. Chú bé chăn cừu kêu gào cầu cứu dân làng đến khản cả cổ. Nhưng mọi người cứ nghĩ rằng chú ta lại đang nói dối trêu chọc giống như những lần trước, nên không ai chạy đến nữa. Kết quả là bầy cừu của chú bé bị sói ăn thịt hết. Câu chuyện này khuyên chúng ta rằng không nên nói dối đùa cợt một cách thái quá, bởi nếu thường xuyên nói dối thì ắt có lúc mình nói thật cũng chẳng ai tin. Sau đây là câu chuyện mang tên Chú Quạ Bị Ốm. Một con quạ bị ốm sắp chết nói với mẹ của nó: "Mẹ ơi, mẹ đừng đau buồn nữa, hãy mau cầu xin thần linh, xin người phù hộ cho tính mạng của con." Quạ mẹ đáp: "Trời ơi, con trai của mẹ, con nghĩ còn có vị thần nào sẽ thương hại con nữa. Gần như tất cả các thần đều bị con làm cho tức giận rồi, vì con toàn ăn trộm lễ phẩm ở trên đền thờ của các ngài." Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng những kẻ bình thường hay gây thù chuốc oán thì rất khó nhận được sự giúp đỡ của người khác trong lúc gặp nguy nan. Sau đây nữa là câu chuyện người trồng rau và con chó. Con chó của người trồng rau bị rơi xuống giếng. Anh ta muốn cứu nó lên, thế rồi chính anh ta cũng bị rơi xuống giếng. Nhưng con chó lại cho rằng chủ nhân muốn ấn mình xuống nước để dìm chết. Cho nên lúc người trồng rau bám vào con chó, chó quay sang cắn anh ta một cái. Người trồng rau cố chịu đau vừa trèo lên vừa nói: "Mình thật là đáng đời, tại sao mình lại hết mình xuống cứu nó cơ chứ?" Câu chuyện này phê phán những kẻ vô tình vô nghĩa, lấy oán báo ơn. Sau đây mình sẽ kể tiếp một câu chuyện tên là Gà Trống và Queen và Viên Đá Quý. Gà trống đang đi tìm thức ăn ở trong vườn, bỗng nhiên nó phát hiện ra một viên đá quý. Nó nói với viên đá: "Nếu không phải là tôi mà là chủ nhân của tôi tìm ra anh, ông ấy sẽ rất trân trọng mà nhặt anh lên mang về nhà cất giữ cẩn thận. Nhưng đối với tôi thì anh lại chẳng có tác dụng gì cả. Có cho tôi tất cả những viên đá quý trên đời này cũng không cho tôi một bông lúa mạch." Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng trong cuộc sống, thứ mà mình cần mới là thứ đáng quý thật sự. Và cuối cùng
mình xin kể câu chuyện Con cáo và chùm nho. Một con cáo đang sắp chết đói, nhìn thấy những chùm nho căng mọng trên vàng thì thèm thuồng lắm. Cáo rất muốn hái nho xuống, nhưng vàng nho cao quá, nó với không tới. Tới sau một hồi thử đủ cách để lấy nho nhưng không được, cáo đành bỏ đi. Vừa đi vừa tự nói với mình, nho này chắc chắn vẫn còn chua lắm. Các bạn ạ, trong cuộc sống có những người cũng giống như con cáo kia. Họ chỉ lớn tài mọn, làm không được việc, nhưng thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, thời cơ không thích hợp. Mình đã đọc hết tất cả câu chuyện rồi. Mong các bạn nhận được những ý nghĩa tốt từ những câu chuyện này. Giờ thì tạm biệt, ngày vui vẻ.